Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi trong công việc, trong sự nghiệp. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau. Trong mỗi thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Với thiết kế mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Thứ nhất, với bánh xe pháp luân, tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Thứ hai, bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công, viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thứ ba, thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua, tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Thứ tư, bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Năm, pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Thứ sáu, vô tận kết bồ, là sợi dây với những kết nối chặt chẽ, giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Thứ bảy, bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Cuối cùng là biểu tượng song ngư, tượng trưng cho sự hòa hợp thiên địa nhân. Vòng trong cùng sẽ khắc bộ lục tự đại minh chú Úm Mali Pác Mi Hùm, là câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi, mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Biệt, Bát Bảo Tâm Kinh sẽ được các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ và miễn phí vận chuyển gửi lại. Hiện nay, các sản phẩm Bát Bảo Tâm Kinh đã có mặt trên thị trường, được nghiên cứu chế tác duy nhất bởi Phong thủy Lộc Tài. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline